Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh đã tăng cường gần 600 cán bộ chiến sĩ về các huyện, thị, thành phố, trong đó tập trung chủ yếu cho thị trấn Long Hải, huyện Long Điền. Tham gia công tác ở cơ sở, cán bộ chiến sĩ đều phải dầm mưa giải nắng, ăn láng, ngủ lều, kiên trì bám chốt, bám địa bàn dân cư, khắc phục mọi khó khăn thiếu thốn về cơ sở vật chất, điều kiện sinh hoạt để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Để kịp thời động viên, sẻ chia khó khăn với đồng đội nơi tuyến đầu cùng với các đơn vị, Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị cùng Hội Phụ nữ khối xây dựng lực lượng đã có những hoạt động tiếp sức đồng đội rất ý nghĩa và thiết thực. Đồng hành với công an cơ sở trong tâm dịch Long Hải, cùng ăn ở, sinh hoạt và công tác trong các khu dân cư được coi là vùng đỏ về dịch bệnh. Hơn ai hết, những cán bộ chiến sĩ đang công tác tại đây đang phải nỗ lực vượt qua mọi khó khăn của bản thân, đương đầu với nguy cơ lây nhiễm rất cao để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Với mật độ dân cư cao, địa bàn nhỏ hẹp, phức tạp, nên công tác quản lý con người nhằm thực hiện nghiêm quy định giãn cách ai ở đâu ở đó, gia đình cách ly với gia đình gặp nhiều khó khăn. Cùng các lực lượng hỗ trợ, lực lượng công an luôn bảo đảm tuần tra, kiểm soát, kiểm danh, kiểm diện thường xuyên để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các cán bộ chiến sĩ trong tâm dịch với những bữa cơm gián đoạn vì nhiệm vụ, những buổi trực tuần tra xuyên đêm hay ngày nắng cũng như đêm mưa 24/24. Thấu hiểu và cảm thông với những khó khăn của đồng đội, cán bộ chiến sĩ Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị, cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ, khối xây dựng lực lượng đã vận động quyên góp ủng hộ về vật chất, công sức để tặng quà đồng đội. Trong 2 ngày 9 và 10 tháng 9, đoàn đã tặng 900 ổ bánh mì và bánh bao, 42 kg giò lụa, 800 chai trà tắc, nước chanh dây và 50 kg dưa leo cho toàn bộ lực lượng đang tham gia các chốt bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống dịch trong thị trấn. Trước đó, với sự ủng hộ của một số cán bộ phụ nữ phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa và một số hộ nông dân ở Châu Đức, Xuyên Mộc, Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị, cán bộ hội viên Hội Phụ nữ, khối xây dựng lực lượng đã gửi tới các chốt phòng chống dịch tại Long Hải trên 1.000 chai nước rau má, trà tắc, 2,5 tấn chuối, 1 tấn thanh long, 500 kg đu đủ, hơn 1 tấn rau xanh cho thị trấn Long Hải và các xã thuộc huyện Long Điền, một số chốt thuộc huyện Đức Đỏ. Xuất phát từ cái tấm lòng một phần nào đó để động viên chia sẻ anh em, mong anh em ở dưới cơ sở cũng như ở tuyến đầu là giữ gìn sức khỏe và quyết tâm để hoàn thành tốt được các nhiệm vụ về trong công tác phòng chống dịch bệnh, sớm thực hiện đẩy lùi được dịch. Hành trình tiếp sức cho trên 500 cán bộ chiến sĩ, bao gồm cả lực lượng công an, quân sự, dân quân và dân phòng ở 170 tổ công tác trong thị trấn Long Hải, vừa mang ý nghĩa động viên, vừa thiết thực góp phần bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho đồng đội. Bản thân thấy rất là xúc động, rất là cảm động. Đây là sự quan tâm đặc biệt là trong cái Hội Phụ nữ Công an tỉnh. Thì anh em cũng coi đây là cái sự động viên và khích lệ tinh thần kịp thời và là cái động lực để anh em có thể quyết tâm hoàn thành tốt cái nhiệm vụ mà ban giám đốc giao. Bên lực lượng công an á, nhớ tới mấy anh em đang ở đây á, là anh em rất là cảm ơn. Cái đây là cũng là cái khích lệ cái tinh thần anh em trong cái việc phòng chống dịch. Tiếp sức tuyến đầu không chỉ là thể hiện sự quan tâm, động viên, chia sẻ khó khăn với đồng chí, đồng đội, mà đó còn là một trong những nội dung trong phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề Công an Nhân dân Việt Nam lá chắn phòng chống dịch COVID-19, thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội do Bộ Công an phát động. Đây cũng được coi là một trong những nội dung trọng tâm được các đơn vị thuộc Công an tỉnh, các hội phụ nữ tiếp tục duy trì trong thời gian tới nhằm tiếp tục động viên cán bộ chiến sĩ đang trực tiếp tham gia công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.